Các bạn nhỏ thân mến, hôm nay chị có một thử thách dành cho các bạn, đó chính là trò chơi đi tìm chữ cái trong tranh. Luật chơi của chúng ta như sau. Chị sẽ đưa ra cho các em những bức tranh là những sự vật hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và nhiệm vụ của các em là trong 10 giây hãy tìm ra những chi tiết giống chữ cái tiếng Việt mà các em đã học. Nào, chúng ta cùng tham gia thử thách này nhé. Các bé hãy đi tìm cho chị chữ A nằm ở đâu trong bức tranh dưới đây nhé. Các bé hãy đi tìm cho chị chữ SC nằm ở đâu nào. 10 giây bắt đầu. Và đây là chữ SC. Tiếp tục nhé. Với hình ảnh chú chuột đáng yêu này, các em hãy tìm cho chị chữ C nằm ở đâu nào. Và đáp án là đây là chữ C. Vẫn là hình ảnh chú chuột đáng yêu này, các em hãy tìm cho chị chữ O nằm ở đâu trong bức tranh này nhé. Đây là chữ O. Các bé hãy đi tìm cho chị chữ L nằm ở đâu trong bức tranh dưới đây nhé. Và đây là chữ L. Tiếp tục nào, các em hãy tìm cho chị chữ G nhé. Đố các em tìm được cho chị chữ A nằm ở đâu trong bức tranh phía dưới nào? Đây là chữ A. Trong bức tranh dưới đây có xuất hiện một chữ cái rất là đơn giản, đó chính là chữ O. Các em hãy tìm cho chị chữ O nằm ở đâu trong bức tranh phía dưới nhé. Đây là chữ O. Đây là hình ảnh một chiếc cửa sổ. Chị đố các em biết chữ tờ trốn ở đâu trong bức tranh phía dưới nào? Và đây là chữ tờ. Chữ V nằm ở đâu trong bức tranh dưới đây? Nào, chúng ta cùng nhau tìm nhé. Và đây là chữ V. Tiếp tục nào, ai tinh mắt hãy chỉ cho chị chữ P nằm ở đâu trong bức tranh phía dưới nhé.
Và đáp án là... đây là chữ P. Đây là hình ảnh một chiếc cầu được nhìn từ trên cao. Các em hãy chỉ cho chị chữ Y ở trong bức tranh này nhé. Và đây là chữ Y. Đố các em biết chữ X gì nằm ở đâu trong bức tranh này nào? Và đáp án là... đây là chữ X gì? Đây là một chiếc cửa sổ. Chị đố các em biết chữ K nằm ở đâu trong bức tranh này nào? Và đáp án đây là chữ K. Các em thân mến, trò chơi của chúng ta kết thúc tại đây rồi. Các em có thể cùng bố mẹ hoặc anh chị chơi trò chơi này bằng cách đi tìm các chữ cái ở các đồ vật trong nhà mình nhé. Nó sẽ giúp các em nhớ được bảng chữ cái tiếng Việt nhanh hơn và hiệu quả hơn đấy. Chúc các em chơi vui vẻ. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye!